Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định đây là công trình của ý đảng lòng dân, công trình của trí tuệ bản lĩnh người Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 của dự án này ngay, liên tục để tránh lãng phí và nhiều nội dung quan trọng khác. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, đánh giá đây là công trình của ý đảng, lòng dân, công trình của trí tuệ, bản lĩnh người Việt Nam. Trong điều kiện khó khăn, chúng ta đã phấn đấu vươn lên xây dựng công trình này để phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời còn thể hiện sự thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, từ tư duy chống đỡ sang tư duy chủ động. Đồng thời, hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé giai đoạn 1 còn được xem là công trình đột phá trong giải quyết vấn đề nguồn nước tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan địa phương, sự ủng hộ, phân tích, đánh giá của các nhà khoa học, đặc biệt là sự vào cuộc của nhân dân. Có hơn 400 hộ phải di dời để nhường mặt bằng cho dự án. Thủ tướng cũng biểu dương các nhà thầu, đơn vị tư vấn, những người đã trực tiếp làm việc trên công trường trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 hơn 2 năm qua để xây dựng, hoàn thành hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé giai đoạn 1. Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới phải có quy trình vận hành hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé giai đoạn 1 đạt hiệu quả, đúng quy trình, quy định, tiếp tục đầu tư xây dựng những hạng mục còn thiếu, chưa đồng bộ, đặc biệt là tích lũy cơ sở dữ liệu để từ đó phân tích, đánh giá, điều tiết được nguồn nước. Và tiếp tục chăm lo cái đời sống của người dân. Đã nhường cái diện tích ở của mình, cái đất đai của mình cho cái vùng dự án. Chứ không phải là chúng ta rồi thanh toán cái tiền rồi tất cả các thứ theo quy định rồi để người dân sống thế nào thì sống thì không được. Tức là chúng ta phải chăm lo với tinh thần cái quan điểm của Đảng đấy. Tức là cái người dân tái định cư ở cái nơi khác để nhường cái mặt bằng, nhường cái đất đai, cái nơi mà mình đã sinh ra lớn lên, nó gắn bó với nó để cho dự án, để thực hiện dự án thì phải có cái cuộc sống bằng, ít nhất bằng là phải bằng và hơn cái cuộc sống của những nơi ở cuộc sống nơi ở cũ. Và cái thứ hai là năm sau là phải cao hơn năm trước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định sự thay đổi về cảnh quan do công trình hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé giai đoạn 1 là rất lớn. Chính vì vậy, các địa phương cần quan tâm khai thác văn hóa, truyền thống, lịch sử gắn bó với công trình, cùng những lợi thế về điều kiện tự nhiên để thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành nghề khác phù hợp, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong vùng. Chúng ta suy nghĩ để khai thác hiệu quả công trình này và tiếp tục triển khai cái giai đoạn 2. Tôi đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn anh Hoan nghiên cứu cái giai đoạn 2 là cần bao nhiêu vốn liếng, cần cái gì, cần phải hỗ trợ cái gì của chính phủ để sớm có cái báo cáo và chúng ta triển khai ngay, triển khai liên tục, nó không bị đứt đoạn, nó đỡ lãng phí. Cùng với việc khánh thành công trình này và đang triển khai nhiều công trình khác tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, sự vào cuộc của người dân và doanh nghiệp, chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu phát triển đồng bằng sông Cửu Long nhanh và bền vững, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu.